Các bạn đang tìm một chiếc xe để đi được trong phố theo cái nghị định mới từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Trọng tải là chỉ từ dưới 950 kg, thì đây là một trong những cái sản phẩm hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn, phiên bản Đông Ben X30 2020, có ghế da hoàn toàn mới. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đông Ben Mỹ Đình, Stingray Mỹ Đình. Chúc các bạn có một ngày mới tốt lành. Hôm nay thì mình sẽ xin giới thiệu đến các bạn một cái chiếc xe Đông Ben X30 phiên bản 2020, trọng tải rất mới 930 kg, và nó có một cái màu đỏ đẹp như này. Đây là màu đỏ đun. Đấy, một cái sản phẩm mà vẫn sở hữu những cái rất là tốt của Đông Ben vài năm trở lại đây. Thì cái sản phẩm này đã được giới thiệu vào Việt Nam được 5 năm nay rồi. Thì vẫn cái bộ máy đã được nâng cấp lên, dung tích là 1.5 lít, công suất là 80 kW ở 5.200 vòng quay. Khi mà cái vòng quay các bạn thấp như vậy và các bạn đạt công suất tối đa ấy, các bạn đi trong cái tốc độ thấp, ví dụ như 40 km/h được xuống ấy, nó rất là ngọt. Đây là một trong những sản phẩm mà đi các bạn đi ở tốc độ thấp cực kỳ tuyệt vời. Đấy, mình đã so sánh cái xe này với rất nhiều cái xe khác rồi, từ Kenbo này cho tới Photon này cho tới TMT, KS01, hay thậm chí là cả Thaco sắp tới ra Thaco Van. Đây là một trong những sản phẩm mà có cảm giác lái và có cái tốc độ lái, cái chất lượng lái ở cái vòng tua thấp, ở cái tốc độ thấp tốt nhất. Như các bạn biết là cái sản phẩm này đi chủ yếu trong phố, đúng không ạ? Mà đi trong phố thì tốc độ sẽ thấp, không thể cao được. Mà khi các bạn đi tốc độ thấp như thế mà cảm giác lái nó tốt như vậy thì đây là một những chiếc xe các bạn không thể bỏ qua được. Đằng sau chúng ta vẫn có tất cả các cái thứ rất là quen thuộc của Đông Ben, đó là logo dán này. Đây là cái tem của bên mình này, kia là logo của sản phẩm X30, rất là đẹp. Thì cái sản phẩm này đời 2020 thì chúng ta sẽ có một cái sàn dày hơn khoảng 1 ly so với đời 2019. Đấy, cái sàn này dày hơn 1 ly này. Chúng ta có cái khoang hàng vẫn như vậy, chân tật vẫn như vậy và chất lượng thép tốt hơn. Đấy, trước đây thì là nhà máy có lắng nghe là rất nhiều khách hàng phản hồi là cái chỗ này rất dễ bị xước này, khung vỏ rất dễ bị mục này. Thế nhưng mà từ đời 2020 đã khắc phục điều đấy rồi. Còn cụ thể như nào thì mời các bạn qua lái xe trực tiếp để chúng ta nhận định cái điều đó. Lốp là 175R13, rất quen thuộc, rẻ, thay thế thì cực kỳ dễ dàng. Các bạn cần thì có thể gọi cho mình, phụ kiện mình không thiếu, một kho phụ kiện luôn, mời các bạn có thể đến xem. Hai bên thì đây là một những chiếc xe van mà có một cái kích thước khoang hàng lớn nhất trong phân khúc, chở được nhiều hàng nhất, tốt nhất. Đấy, tốt nhất ở những điểm gì thì các bạn cứ qua lái thử. Đây, mời các bạn xem. Đây là cái phần sản phẩm Đông Ben X30 2020, trọng tải 930 và có ghế da. Đây là một trong những cái điểm mới mà những xe, chiếc xe đời 2019 không có. Chỉ có những chiếc xe này của bên mình thì nó được tích hợp sẵn ghế da. Ghế da này chính hãng, không phải ghế da chúng ta đi bằng. Đấy, thì các bạn có thể qua lái thử và xem tại sao lại như vậy. Đây là một trong những chiếc xe mà có điều hòa 2 chiều, điều hòa mắt nhất trong tất cả chiếc xe van. Các bạn có thể thử so sánh với Photon này, so sánh với Kenbo này, nhưng không chiếc xe nào mát bằng chiếc xe này. Để cụ thể đây là mình còn chưa bắn điều hòa, chưa bắn cái tấm chắn điều hòa này nhé. Nếu các bạn bắn vào thì nói thật với các bạn, bạn chết rét. Các bạn sẽ chết rét trong khoang xe. Đấy. Trợ lực lái điện, điều hòa 2 chiều, kính điện, khóa điện, tất cả mọi thứ rất đầy đủ. Tuy nhiên rồi, đây là một dòng xe bán chạy nhất ở Việt Nam mà. Nó chỉ bán nó gần như tương đương với SU. Tại vì sao nó tương đương như thế thì tại vì nó có những trang bị cực kỳ cần thiết cho lái xe, cũng như là các cái trang thiết bị mà những xe van Suzuki không có. Đấy, ở đây đèn trần này, FM radio vẫn rất đầy đủ. Cái khoang cabin này là những khoang cabin đẹp nhất. Ok, còn gì nữa không nhỉ? Rồi, thì với những cái màu mà các bạn thích, mình có rất nhiều màu cho các bạn lựa chọn. Đấy, mình có gọi cái xe này nó là cái xe BMW của Đông Ben. Đấy, xe BMW. Tại vì sao nó lại gọi là BMW? Tại vì trong cái làng xe van nó là một chiếc xe tốt nhất. Đấy, các bạn quan tâm đến nó, hãy gọi cho mình 0987773322. Bên mình cũng là hỗ trợ các bạn làm cái bộ nhận diện thương hiệu độc nhất ở khu vực miền Bắc này luôn. Mình đảm bảo là không một đơn vị nào có thể làm cái bộ nhận diện thương hiệu đẹp như bên mình, chuyên nghiệp như bên mình. Đấy, các bạn có thể để lại comment bên dưới để hỏi, hoặc là gọi vào số hotline của mình sẽ hướng dẫn các bạn, mình sẽ tư vấn cho các bạn một cụ thể. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau. Chân thành cảm ơn.